đàn ông đều muốn lừa gạt tình cảm hầu hết đều thích nhắm đến phụ nữ có ba kiểu tính cách này bao dung đến nhu nhược là phụ nữ đừng chỉ vì muốn được nghe bản thân mình rộng lượng mà dễ dàng bỏ qua những sai lầm của đàn ông nếu bạn càng dễ dãi mềm lòng lâu dần đàn ông sẽ xem nhẹ sự tha thứ của bạn nếu phụ nữ nông cạn chấp nhận tha thứ cho chồng lừa dối mình thì rồi anh ta sẽ càng lợi dụng để ra ngoài vui vẻ hơn mà thôi phụ nữ đừng dạy mà phung phí sự bao dung cho đàn ông đừng biến mình thành kẻ đáng thương trong ánh mắt của thiên hạ trong sự hả hê của người đàn bà khác, hy sinh vô điều kiện. Nhiều người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì đàn ông mà chẳng cần đòi hỏi. Lúc nào họ nghĩ đến anh ta trước rồi mới lo lắng cho bản thân sau. Cứ tưởng làm như vậy đàn ông sẽ thấu hiểu và trân trọng bạn, nhưng không có, khi anh ta đã chán bạn, tìm được người phụ nữ khác tốt hơn thì anh ta sẽ đá phăng bạn ra bên ngoài. Lúc ấy phụ nữ chỉ còn biết hối tiếc thanh xuân vì hy sinh lầm người mà thôi. Hãy tỉnh táo lên, yêu là cả hai cùng vun đắp. Thế nên đừng chỉ biết hy sinh mà hãy đòi hỏi đàn ông phải có trách nhiệm với mình. Chẳng việc gì bạn cho đi tất cả mà đàn ông ích kỷ chỉ biết đón nhận mà thôi. Lụy tình một người phụ nữ thông minh sự nhận ra ai đối xử tốt, thật tâm với mình và ai giả dối. Ngược lại phụ nữ sống thiếu thốn tình cảm thì lúc nào họ cũng có cảm giác không an toàn, sợ đánh mất đi người đàn ông thì mình chẳng thể sống nổi. Cứ như vậy họ lụy tình đến mức đáng thương. Đôi khi phát hiện đàn ông mình yêu trăng hoa, nhưng họ vẫn cam chịu, lừa dối chính bản thân mình miễn sao được ở cạnh anh ta phụ nữ ạ à, liệu như vậy bạn có hạnh phúc nổi không đàn ông không tốt thì hãy rời bỏ chứ đừng có tiếc hãy cho người đàn ông tốt ngoài kia cơ hội được chăm sóc bạn tốt hơn phụ nữ nhé